Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách cài Unikey luôn gõ tiếng Việt có dấu khi mở máy tính lên. Rồi, bây giờ tôi muốn là mỗi lần khi mở máy tính lên thì tôi luôn gõ được tiếng Việt có dấu. Thì ở đây á, tôi sẽ thiết lập Unikey như sau. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở phần mềm Unikey lên. Đó, các bạn chúng ta sẽ ra màn hình desktop của máy tính để chúng ta chọn vào biểu tượng Unikey. Còn nếu ngoài màn hình desktop của bạn không xuất hiện biểu tượng Unikey thì các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm để chúng ta tìm thì lưu ý nha đối với Win 11 á thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này rồi bây giờ tôi sẽ vào thanh tìm kiếm này sau đó tôi sẽ nhập từ khóa là Unicay thì lúc này á một app Unicay nó sẽ xuất hiện bây giờ tôi sẽ mở Unicay lên đó, thì lúc này nó sẽ mở Unicay lên Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào dòng mở rộng rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ quan sát ở cái mục là hệ thống này trong cái mục này á các bạn chúng ta chỉ tích vào hai tùy chọn đó là khởi động cùng Windows và Việt Nam đó, các bạn chúng ta sẽ tích vào hai tùy chọn này nha còn các tùy chọn còn lại á các bạn chúng ta sẽ không tích nếu như các bạn chúng ta tích vào tùy chọn này á bật hội thoại này khi khởi động thì mỗi lần các bạn khởi động máy tính lên thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này rất là phiền phức mất công chúng ta phải bấm vào đóng mất thời gian nha nên ở đây tôi sẽ tiến hành là bỏ tự chọn này đi mà ở đây á tôi chỉ tích vào tự chọn là khởi động cùng Windows tức là khi máy tính khởi động lên thì đồng thời Unicay nó cũng khởi động theo luôn đó khi khởi động xong rồi đó khi khởi động máy tính xong rồi thì lúc này á phần mềm nó cũng tự động mở lên luôn nên tôi có thể là gõ được tiếng Việt luôn nha đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài dùng nó cay luôn gọi tiếng việt có dấu khi mở máy tính lên nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi